tế nè, tự nhiên người ta mổ rồi nhìn tim nè, mình thấy cái này nó rất là giống, nó giống gì, nó giống như cái trường hợp là ca lô mà không có van, không van mà phổi á, nó giống như cái bổ tông của cái trường hợp cái ca lô mà bất sản van mà phổi á, thì cái bổ nó cũng giống vậy á, tức là bổ hai pha âm dương bằng nhau. Cô hở bà lá mình tính áp lực thất bại ha. Rồi cái này cái nhánh trong phổi sau mổ nó cũng rất là lớn ha. Thì nếu mà ở bên một phổi nặng mà bệnh nhân có triệu chứng lâm sàng, nếu bệnh nhân có rối loạn nhịp, đặc biệt là có nhịp tim thất, nếu mà đánh giá có lượng thể tích thất bại trên 160 mm trên mét vuông thì cơ thể nhưng mà em ra cái siêu âm đánh giá ông nội, em ra được siêu âm làm được, nhưng bé làm được thì đó là những cái gì, hoặc là nếu mà ở bên phổi kẹt thì hẹp thì mình phổi tổn thương nặng á, để mổ lại, đó là những chỉnh mổ lại của pha lô. Mà mổ lại thì người ta sẽ thay cái bằng phổi sinh học luôn, thay thì có thể thay qua da hoặc là thay bằng phẫu thuật. Thay qua da thì cũng có làm nhưng mà nó khá là mắc tiền, khoảng chừng 800 triệu. Còn nếu mà mổ lại thì khoảng chừng 120 triệu thay bằng phổi sinh học. Thì cái nào nó cũng có cái giá của nó ha. Cái đó là xong bữa nay là hai cái bài mà tôi sẽ minh họa cho cái bài thầy đã dạy rồi. Thì ngày thứ tư tôi sẽ học 7:30 nha. Thứ tư tôi sẽ nói cho mấy chị nghe cái bài giờ động mạch vành và cái động mạch vành phải, động mạch vành trái xuất phát từ động mạch chủ. Và nếu mà có giờ nữa sẽ nói một số cái nãy minh họa của cái siêu âm tim. Để thứ hai tuần sau á thì mình sẽ ôn tập về siêu âm tim bẩm sinh, các bệnh tim bẩm sinh mà mấy chị đã học rồi, sẽ cho mấy chị coi lại rất là nhiều hình ảnh và sẽ nói về chuyện thi thực hành nha. Thì thứ hai tuần sau là 7:30 ở đây, rất là quan trọng. Mấy chị nghỉ ngơi.